Hello cả nhà nha. Hôm nay các bạn có khỏe không các bạn ơi? Hôm nay mình đi siêu thị các bạn nha. Buổi chiều mình sẽ mua vài cái khổ qua để về ăn. Mua cái ăn đồng này luôn. Lại ngoài tìm cái gì được thì ăn luôn. Mấy trái cây các bạn này, dưa hấu rất là nhiều luôn. Hai trái táo. Lại ngoài sau khi là chọn những cái gì ăn được thì buổi chiều nay mình mua luôn. Đó, mình có xài thẻ Tmall các bạn nha. Thẻ này rất là đẹp, có bốn màu các bạn. Chờ thanh toán. Ok, chuẩn bị thanh toán thôi các bạn ơi. Chị nhân viên rất là nhanh lẹ tay luôn. Thẻ mình chỉ cần là mình đút vô máy thanh toán là nhập vài mật khẩu là ok luôn các bạn ơi. Ok, mình đã nhập khẩu các bạn nha. Bây giờ là xong. Thôi mình đi về thôi. Chào các bạn nha. Xin chào. Nói chung bình thường đó các bạn ơi. Hôm nay tôi rất là bình thường, rất là ổn, các bạn có ổn không? Nói chung cà phê cà phá gì chứ. Nói chung đi làm việc vui vẻ nha. Một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng nha các bạn. Người biết không, ta vừa đẹp trai lại gãy răng nhưng rất yêu đời, còn ngươi thì sao? Vừa đẹp trai lại không gãy răng, tại sao lại không yêu đời chứ? Vui lên nào. Ông trời tạo ra địa chấn, phạt cái đầu anh là điểm nhấn. Thôi đi, mọi cố gắng của cậu đã được đền đáp xứng đáng rồi. Tớ xin chúc mừng cậu nha. Cạn ly nào. Yo. Chúc mừng nha. Ooh, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, yeah. Yeah, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77. Do not try the game. I want to see that one. Acha! Wow! Con ông ơi, hả? 5.000 đi, bán 5.000 đi. Sao? Thôi vậy con thêm 5.000 nữa là 10.000. Sao hả? Rồi gì đấy? Bây giờ bán lại cho con trả giá 10.000 cho.
Sao không bán à? Rồi giờ ông đi mình khỏe nha. Ta 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 ta. Xin chào tất cả quý vị các bạn. Xin chúc tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và may mắn đẹp trai cho tôi nha. Và không được nghĩ rằng như tôi nha. Vinh, chúng ta mãi là những người bạn tốt chứ? Tớ sẽ không quên những kỷ niệm bằng bè của chúng ta đâu. Hãy chăm sóc tốt cho cô ta nhé. Chúc cậu hạnh phúc. Tạm biệt. Lên cái nữa. Trời ơi, giận luôn lớn luôn. Bảy tay bữa nay giận hai cái cháu mình đi nhậu đi ha. Đã anh trai chúc mừng anh không tên. Thôi đi. Bình tĩnh lại. Cậu cứ bình tĩnh nào. Thôi đi à. Thôi nào chàng trai của ta. Chuyện đâu còn có đó mà. Chẳng phải cậu đã nói với ta rằng tình yêu không là gì sao? Tại sao cậu lại yêu đứa như vậy chứ? Thôi nào chàng trai. Là đi tôi nói. Là đi nào? Hát bài hả? Em đi văng rượu. Em đi không uống rượu. Ở nhà em ở quay lại chầu bố. Em lên. Hát đi. Không rồi chứ. Ok nhau. Đi kể cho cái tao cắt rồi. Em đi xin gia thiệu. Em đi lê văng rượu. Em đi không uống rượu. Ở nhà em ở quay lại chầu bố. Em lên xa xin. Hát cái gì chứ đâu? Hát cái đoạn đó hả? Làm mất hứng mày. Thôi về bê tắc tay tay. Xin chào các bạn. Lại một ngày mới đến các bạn ơi. Các bạn có vui không? Hôm nay tôi rất là vui, rất là ổn các bạn à. Các bạn có ổn không? Chắc là ổn chứ, ổn rồi thì tốt. Xin chúc quý vị các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên những người thân của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn nha. Hôm nay tiết đẹp trai đi chân mọi tiết tục. Đi á. Ở lý mưa vào tay cái nó ác sẵn nè. Đó đấy. Thì cho mình là chân là ngầm kiếm chặt chân cục tiết cho nó. Để không bỏ lao nha. Thì hồi nó có lại tay nha. Không phải dễ thở thì cho nó mất đấy. Không có tay gì nữa đâu. Tay chặt chặt nha. Không có tay gì nữa. Hello, my name is Dear. I'm 32 years old. I'm from Vietnam. What's your name? How are you? And
À phải. Tầm cỡ dưới ghê mà đòi đấu với ta sao? Mơ đi cưng, hãy xem tài thương nhất chỉ của ta đây. Ngươi biết sự lợi hại của ta chưa? Có lẽ là nói buồn này thì em nên mang theo hết đi. Cứ loanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này. Thì gió cuốn hết những giọt sầu, bao ô tô lên trái ngang. Sao vô riêng anh bỏ đi cùng một câu tạm biệt tôi vậy? Một mình ngồi buồn lặng tinh, lặng lặng say đi mưa ở lại cách đây xe hàn mi tâm những buồn bề để rồi khi âm áp cứ ra. Đàn bà là những niềm đau anh em rồi biết vẫn yêu đàn bà. Hai. Baby, I'm right here. I'll be with you from the to the. Baby, I'm right here. Yeah.